Kính chào quý tổ tớ Chúa cũng như là tất cả các bà chị em. Sau một tháng thì chúng ta được trở lại ha. Ta cùng tìm kiếm Chúa. Hôm nay thì khá là vắng. Mục sư Lâm thì bị bệnh. Sư Hào thì phải lo cho con đi thi. Các mục sư khác thì không biết đâu luôn, không có nghe thấy tin tức gì hết. Nhưng mà Chúa có hứa với chúng ta rằng là các ngươi tìm ta mà gặp được thì các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Chúa không nói rằng là chức vụ của chúng ta. Nếu chức vụ không tìm kiếm Chúa thì chúng tôi không thành công. Nếu chức vụ không có sự giao thông với Chúa thì chức vụ đã không thành công. Và cá nhân đời sống nào có lời sống tìm kiếm Chúa thì Chúa sẽ nâng chúng ta lên và Chúa sẽ dùng chúng ta trong cái điều tốt lành nhất của Ngài. Tôi thấy anh em có quá nhiều lý do để không cầu nguyện, để không tìm kiếm. Tôi không nói rằng chúng ta không có đời sống cầu nguyện. Mỗi người chúng ta đều có cái đời sống cầu nguyện cá nhân. Chức vụ chúng ta có kết quả hay không cũng do cái đời sống cầu nguyện của chúng ta. Nhưng mà hội thánh của Chúa, chúng ta có cái ngày để chúng ta tìm kiếm Chúa, chúng ta cùng giao thông với nhau, thì chúng ta cần có một cái dành thời gian. Chúng ta nói yêu ai đó mà chúng ta không dành thời gian cho người đó thì coi như chúng ta cũng không có tình yêu. Và tôi nói đây là một trong cái điều quặn thắt ở trong lòng của tôi về cái điều mà chúng ta tìm kiếm Chúa. Ai trong chúng ta cũng mong ước rằng mình có kết quả hết, đúng không ạ? Là một nhân sự, chúng ta cũng mong ước rằng mình cũng đẹp lòng Chúa. Là một người hầu việc Chúa, chúng ta mong ước rằng mình có kết quả. Và kết quả đó không thể bằng cái cố gắng nỗ lực của chúng ta được. Nhưng kết quả đó phải bằng chính cái việc mà chúng ta nương cậy nơi Chúa và chúng ta kết nối với Ngài. Hôm nay chúng ta cùng mở ra lời Chúa ở trong sách Côrintô thứ nhì chương 2. Côrintô nhì chương 2, chúng ta xem từ câu 12 cho đến hết câu số 17. Côrintô nhì chương 2 câu 12 cho đến câu 17. Chúng ta sẽ đọc đối đáp với nhau. Côrintô nhì chương 2 câu 12 cho đến câu 17. Một lần nữa trân trọng cái mời thánh đồng đứng để chúng ta cùng nhau đọc. Từ câu 12 đến câu 17 tôi xin đọc trước. Lại khi tôi đến thành Troas đặng giảng tin lành của Đấng Christ, dầu Chúa đã mở cửa cho tôi ở đó. Song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn, và bởi chúng tôi Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn. Cho kẻ này mùi của sự chết làm cho chết, cho kẻ kia mùi của sự sống làm cho sống, ai xứng đáng cho những sự này? Xin Hòa Thánh dò theo và tôi đọc một lần nữa trong cái bản hiệu đính. Khi tôi đến thành Troas để rao giảng tin lành của Đấng Christ, dù Chúa đã mở cửa cho tôi tại đó, nhưng tôi chẳng an tâm vì không gặp được Tít người anh em của tôi. Vậy tôi đã từ giã những người đó để qua Macedon. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời là Đấng luôn dẫn đầu chúng tôi trong cuộc diễu hành chiến thắng trong Đấng Christ. Và qua chúng tôi Ngài làm cho hương thơm về sự hiểu biết Ngài lan tỏa khắp nơi. Vì chúng tôi là hương thơm của Đấng Christ dâng lên Đức Chúa Trời giữa những người được cứu rỗi và những kẻ bị hư mất. Đối với những người bị hư mất, chúng tôi là mùi sự chết dẫn đến sự chết. Đối với những người được cứu rỗi, chúng tôi là mùi sự sống dẫn đến sự sống. Ai là người đủ khả năng làm những việc này? Vì chúng tôi không buôn bán lời Đức Chúa Trời như nhiều người khác. Nhưng là người của Đức Chúa Trời sai phái, được Đức Chúa Trời sai phái, chúng tôi rao giảng một cách thành thật trong Đấng Christ trước mặt Đức Chúa Trời. Xin cảm ơn Hòa Thánh, xin mời Thánh đồng ngồi. Chủ đề tôi chia sẻ với tất cả quý bà chị em buổi sáng hôm nay đó là mùi của tin lành. Có lẽ là chúng ta lần đầu tiên chúng ta nghe về mùi của tin lành, phải không ạ? Sáng nay ai là người xếp nước hoa?
Dạ, có ai xức nước hoa không ạ? Dạ, các cô thì chắc chắn rồi phải không? Tại sao xức nước hoa? Để cho nó thơm phải không ạ? Tức là khi cái sự di chuyển của chúng ta thì cái mùi thơm nó sẽ được lan tỏa ra và khiến cho cái người mà đối diện chúng ta, cái người gần chúng ta, họ sẽ nếm được cái mùi thơm đó. Mỗi đời sống của tôi, quý bà chị em, chúng ta tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống mình thì chúng ta cũng có cái mùi thơm. Dù muốn dù không thì con bà chị em đã nhận Đấng Christ thì phải có mùi thơm của Đấng Christ. Bởi vì cái nước hoa khi chúng ta sức á, cho dẫu chúng ta sức, chúng ta giấu nó trong người thì nó cũng tỏa ra. Chúa đã từng ví chúng ta như là gì? Các ngươi là muối của đất, các ngươi là sự sáng của thế gian. Và sự sáng thì không thể nào bị khuất được. Sự sáng phải để trên chân đèn thì nó chiếu xíu sáng mọi người trong nhà. Và cho dẫu một chút xíu ánh sáng thôi trong đêm đen thì nó vẫn phát huy tác dụng của nó. Cho nên tôi và chị em là người có Chúa, có nghĩa là chúng ta đã nhận tin lành của Chúa. Và tin lành của Chúa như là cái hương thơm, và hương thơm đó cần phải được lan tỏa ra. Và chúng ta cần lan tỏa như thế nào đây? Chúng ta thấy ở trong câu 14 nè: song tạ ơn Đức Trời, Ngài làm chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn, và bởi chúng tôi Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn. Bởi chúng tôi hay là thông qua chúng tôi, Ngài rải mùi thơm. Nhưng để có thể có mùi thơm đó thì anh chị em biết rằng chính Chúa Giêsu Ngài đã phải chịu chết, đền tội, để rồi Ngài chiến thắng sự chết và Ngài đắc thắng một cách khải hoàn. Để rồi tôi và quý bà chị em tin nhận Chúa, chúng ta bước vào trong sự chiến thắng. Nếu chúng ta chưa nhận được, chúng ta chưa hiểu được cái sự chiến thắng này thì chúng ta không thể nào rải mùi thơm của Chúa được. Bởi vì chính chúng ta sẽ nghĩ rằng tôi không có sức. Đúng như vậy, chúng ta không có sức, trong chúng ta không có một cái mùi thơm nào để có thể chiếu cho người ta được đâu. Chúng ta có những điều cố gắng tốt lành của chúng ta, cố gắng làm việc, cố gắng nhịn nhục, cố gắng yêu thương, cố gắng tha thứ. Nhưng mà thực sự ra những cố gắng đó nó chỉ là một cái gì đó thoáng lên rồi nó mất đi. Nhưng mùi thơm của Đấng Christ là ở bên trong tôi và anh chị em. Nó không phải bằng những cái sự nỗ lực, nhưng mà nó bằng điều chúng ta chấp nhận chính Ngài ở trong cuộc đời của mình, để Ngài biến đổi cuộc đời của chúng ta. Và mỗi một cái điều chúng ta bước đi, một cái hành động chúng ta trong công việc thuộc linh, trong chúng ta hầu việc Chúa, trong quản nhiệm hội thánh, hay là đúng là đi truyền giáo, thì hương thơm của Đấng Christ sẽ được lan tỏa ra qua đời sống của chúng ta. Anh chị em sẽ thấy điều này là khi chúng ta đến gần một ai đó, chúng ta giao tiếp với một ai đó, thì trong vòng khoảng vài phút đồng hồ, anh chị em sẽ nhận được người đó có hương thơm của Đấng Christ hay là không. Nếu trong lòng người đó đầy sự cay đắng thì chúng ta sẽ biết thấy được rằng họ sẽ tuôn cái lời cay đắng ra. Như vậy hương thơm của Đấng Christ không lan tỏa, hay nói cách khác, những gì của Đấng Christ không thể hành động một cách hiệu quả ở trên đời sống của một người đầy cay đắng. Nếu người đó đầy sự gian dâm thì chúng ta đến gần người đó, người đó sẽ nói ra đầy những sắc cái mùi gian dâm hay là cái mùi dâm ố, dâm quế, phải không? Nếu cái người đó đầy sự hận thù thì chúng ta thấy rằng là người đó mở miệng ra là đầy sự hận thù và tìm cách để có thể trả thù, tấn công người khác. Và cái gì ở bên trong chúng ta thì nó sẽ thể hiện ra bên ngoài. Như vậy nếu thật sự Đấng Christ ở bên trong chúng ta thì chắc chắn rằng Đấng Christ phải có mùi thơm. Chúng ta xem lời Chúa ở trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu 21 cho đến câu 23 như sau: anh em đã được kêu gọi đến sự đó vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút gì dối trá. Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngâm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình. Cảm ơn Chúa. Ngài bị rủa nhưng không hề rủa lại, Ngài chịu nạn nhưng không hề ngâm dọa, và cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình. Cảm ơn Chúa, trong miệng Ngài không có một chút dối trá nào. Nếu cái người kiêu ngạo thì sao? Khi anh chị em đến gần người đó thì chúng ta thấy rằng
họ toát ra những cái lời khoe khoang và không coi ai ra gì, khoe mình về những thành tích, những cái kết quả của mình. Nếu cái người hai lòng thì chúng ta sẽ thấy họ nói đằng sóng và họ ăn đằng gió. Và như vậy chúng ta thấy là có một cái điều gì đó nó không có được một cách chiếu sáng danh của Chúa ra, hay là cái hương thơm của Đấng Christ ra. Đối với một người hầu việc Chúa thì điều này cần phải được thể hiện rõ nét hơn, tức là thể hiện qua cái đời sống của chúng ta. Nó một cách gì đó rất tự nhiên để nó phản chiếu cái vinh quang của Chúa ra. Dân sự của Đức Chúa Trời cũng có Thánh Linh của Chúa. Cho nên dân sự của Đức Chúa Trời sẽ cảm nhận cái điều đó rất là nhạy. Nếu chúng ta yêu thương một cách thật lòng thì cái điều đó nó sẽ thể hiện được và người ta có thể cảm nhận được. Chúng ta thấy đứa bé, cái người nào yêu thương nó thật, nó biết, nó cảm nhận được. Có những người thì giả như là yêu thương, cho kẹo nó, nhưng mà cuối cùng là hại nó. Mùi thơm của Chúa nó không phải là một cái điều để mà chúng ta quảng bá, nhưng mà mùi thơm của Chúa nó là một cái điều nó đến trên chúng ta và biến đổi chúng ta. Chúng ta không có quảng bá về mùi thơm của Chúa: Chúa tôi thật là tốt lành, Chúa tôi đầy yêu thương, Chúa tôi đầy sự tha thứ, Chúa tôi đầy sự nhịn nhục. Nhưng mà khi chúng ta đối diện thì chúng ta hoàn toàn không thể hiện mùi thơm đó, thì sự quảng bá đó trở nên vô nghĩa. Có lần tôi đi coi một chiếc xe. Thì trong cái công ty đó tôi đi vào cái hãng xe Yamaha. Và tôi hỏi mua thì cái người mà bán đó thì họ giới thiệu và nói là ồ xe này tốt lắm, xe này là chạy rất là ngon thế này thế kia. Tôi quay lại tôi hỏi rằng là ủa anh đang đi xe gì vậy? Nó tôi đi xe Honda. Anh chị em hiểu điều này không? Tôi đang đi vào, người này quảng cáo cho Yamaha, nhưng mà người này lại xài Honda. Thì sao ạ? Khi chúng ta quảng, nếu chúng ta quảng bá về Chúa thì chúng ta thật sự sống cho Chúa. Amen anh chị em. Nếu chúng ta thật sự chúng ta quảng bá cho Chúa thì chúng ta sống cho Chúa, thì chúng ta quảng bá, chính cái quảng bá nó mới là hiệu quả. Và thậm chí chúng ta không cần quảng bá thì cái mùi thơm tự nhiên qua lối sống chúng ta nó sẽ cảm hóa được người khác nữa. Tôi không nói chúng ta thụ động trong cái việc mà chúng ta giảng phúc âm. Giảng phúc âm chúng ta cần phải giảng, nhưng những gì chúng ta giảng và những gì chúng ta làm nó đều hoàn toàn giống nhau. Đa phần chúng ta khi chúng ta giảng thì chúng ta thường nói với người ta tin Chúa để được gì ạ? Được phước phải không? Tôi thấy đa phần làm chứng cho người ta tin Chúa, tin Chúa để được phước. Tin Chúa đi anh, tin Chúa được phước. Rồi thấy anh có phước không? Ủa sao anh phước anh như vậy? Cái đời sống phước hạnh của anh sao lại như vậy? Tôi thấy anh than hoài à. Thì như vậy cái điều mà chúng ta quảng bá nó không đúng. Chúng ta đa phần chúng ta thường hay nó có phước, nhưng mà thật sự Chúa đâu có nói chúng ta tin Chúa được phước. Chúng ta đi theo làm theo lời Chúa thì được phước. Còn tin Chúa đây được cái gì? Được sự cứu rỗi. Có một lần kia, lúc mà tôi mới bắt đầu đi hầu việc Chúa, đi cùng với một anh kia, và chúng tôi làm chứng cho cái anh này, và làm chứng ngoài anh này không tin Chúa, thì cái anh đi cùng với tôi á, mày lấy tờ giấy ra và nói bây giờ đây tờ giấy này, hôm nay tôi viết cam kết với anh, nếu anh tin Chúa mà trong 3 tháng mà không được phước, anh có quyền bỏ Chúa. Và người này cứ đi theo thường làm chứng, tôi thì làm chứng về sự cứu rỗi. Người này nói tin Chúa thì được nhà lầu xe hơi, tin Chúa được nhà lầu xe hơi. Mà anh này thì đi xe cào cào, nó không có đúng sự thật. Mà chúng ta đang làm cái gì vậy? Chúng ta đang nói dối, phải không? Mùi của Đấng Christ đó là mùi làm cho sống. Mùi của Đấng Christ, hương thơm của Đấng Christ là để làm cho sống.
với những người tin và làm cho chết với những người từ chối. Cùng một hương thơm nhưng mà nó có hai cái tác dụng. Hôm nay chúng ta sẽ thấy được rằng hương thơm của Đấng Christ ở trong đời sống chúng ta nó sẽ thể hiện ra mùi gì đây. Chúng ta xem tiếp ở đây. Tôi sẽ đọc lại câu 14 rồi chúng ta xem tiếp. Song tạ ơn Đức Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn, và bởi chúng tôi Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn. Điều này có nghĩa là chính chúng ta luôn luôn thắng ở trong Đấng Christ thông qua chính Ngài hành động trên đời sống của chúng ta. Thông qua sự chiến thắng của Chúa Giêsu, tôi đứng vào vị trí chiến thắng đó. Tôi công bố sự chiến thắng. Ngay cả khi một người đang bị bệnh, tôi vẫn có thể khích lệ họ trong đức tin để công bố lời chữa lành, lời chiến thắng. Để họ tin và họ công bố như vậy thì chính họ sẽ có sự chiến thắng ở trên đời sống của họ trong tương lai sau đó. Đúng, đó không phải là sự nói dối, nhưng đó là lời công bố trong đức tin. Vừa rồi thì tôi có một cái cơ hội đi miền Trung. Chúng tôi đi hội thảo về truyền giáo toàn cầu. Thì chúng tôi nghe được những cái lời chứng của nhiều người. Nhiều người mà Chúa Ngài dùng. Và trong tất cả những cái lời chứng đó, tôi không nói về những người nam. Những người nam thì có cái sự mạnh mẽ đi ra, mạnh mẽ mở mang công việc Chúa. Nhưng mà trong những lời chứng đó thì tôi thấy được có hai người nữ. Hai người nữ. Một người đang hầu việc Chúa tại Cam Ranh. Và cô này, Chúa dùng cô này rất là đặc biệt. Cô từ miền Bắc vào, Cam Ranh lập nghiệp. Và tại đó cô đi làm chứng, cô phát tờ rơi. Cô nói tất cả cái hang cùng ngõ hẻm nào khu vực ở Cam Ranh cô đều phát hết. Cô đứng ở trong công ty cô phát, rồi cô bị bắt vô trong phường, rồi cô làm chứng ở tại phường. Và thời gian cũng khoảng 2 năm, cô vào 2 năm thôi thì cô đã mở được hội mộ thánh rồi. Nhưng một người nữ nữa đặc biệt, cô này sống ở Gò Vấp gần chỗ Mùa Sư Tấn. Thì cô này là người ở trong CMA, nhưng mà sau đó thì cô được báp têm Thánh Linh và cô được kêu gọi để hầu vị Chúa. Và cái chức vụ của Chúa Ngài kêu gọi cô đó là cô đi vào trong bệnh viện ung bướu. Cô đi thường xuyên ở bệnh viện ung bướu và cô có một cái đội ngũ đi phát chứng đạo đơn. Đi từng con đường, đi từng nhà phát chứng đạo đơn và đi vào trong bệnh viện cô làm chứng. Và cô nói trong năm vừa rồi cô làm chứng hơn 500 người tin nhận Chúa trong năm vừa rồi. Và làm chứng người ta tin Chúa, cầu nguyện, có người được chữa lành, có người không được chữa lành. Có người bị ung thư được chữa lành. Có người thì bị những cái bướu mọc bên trên mặt. Sau đó thì tin Chúa xong, cầu nguyện xong, đặt tay lên. Một tháng sau quay trở lại, cái cục này nó biến mất. Và nhiều người được cứu. Thế là về quê, tức là gia đình của họ ở đâu thì về quê ở đó và dạy đạo rồi gây dựng hội thánh ở tại nơi đó. Và bây giờ cô nói rằng là cô đã có một cái hội thánh ở trong bệnh viện ung bướu luôn. Và hội thánh đó đa phần là thiếu nhi và thiếu niên, những đứa bị bệnh ở đó. Và khi tụi nó nhóm nhau lại thì không có ai làm khó làm dễ hết. Và thậm chí nó đi đến chỗ này, nó kêu gọi mấy đứa bệnh ở trong bệnh viện ung bướu đó, cái khoa nhi đó, nó kêu gọi gom lại để mà thờ phượng Chúa. Ngày mấy cô mà đi vào thì nó nói là Chúa tới rồi, Chúa tới rồi, cùng gom nhau lại và thờ phượng Chúa. Và ở trong bệnh viện ung bướu nó từng nhân viên, từng bảo vệ, từng bác sĩ đều biết về cô và vẫn cho cô đi để chứng đạo và cầu nguyện cho người ta, bởi vì hương thơm của Đấng Christ thật đã lan tỏa ở trong bệnh viện ung bướu. Và tôi cảm động vô cùng, tôi cảm động vô cùng vì người chị em này. Cảm ơn Chúa. Và vừa rồi thì vợ mục sư Khải có cung mang một người ở cũng Cà Mau lên hả mục sư? Là và lên trên đó thì vợ mục sư Khải bắt đầu làm chứng cho nhiều người, cũng có vài người tin nhận Chúa. Rồi họ muốn là mục sư vào trong đó. Tôi thì tôi không có vào được, tôi bận dạy. Cho nên tôi gọi cho cô, tại vì cô có chức vụ trong đó. Thì cô vào đó, cô mới nhắn, sau đó cô nhắn tin cho tôi là: ồ, cảm ơn Chúa tôi gặp được cái cô Bưng. Thật sự tôi quên tên của chị chính luôn. Chị là cái gì Bưng? Phan Thị Thu Bưng. Tôi không nhớ tên của chị luôn. Và tôi cứ nói là vô gặp chị Chính Khải.
Thì cô này lại vô gặp, là không gặp cô, gặp chị Chính Khải mà gặp chị Bưng. À, cô nói rằng là ô, cô Bưng cổ yêu mến Chúa, cổ mạnh mẽ quá. Tôi cứ tưởng rằng là cổ giống như là bệnh nhân. À, và cổ nhắn lại cho tôi và cảm ơn Chúa. Hôm đó vô thì cô này, à, chị Chính đã làm chứng rồi. Và cô này vô chị tuyên xưng đức tin cho một người chị em ở trong đó. Và sau đó cũng cầu nguyện cho gia đình của họ. Sáng nay thì tôi nghe một sư Khải nói được rằng là có cầu nguyện cho một người bị cái bệnh gọi là ung thư đại tràng hả mục sư? Dạ, và nó không có đi ngoài được. Và qua mục sư Khải cầu nguyện thì có một cái lời tri thức là nói rằng là nếu như mà ngày mai mà em đi ngoài được là Chúa đã chữa lành cho em. Thì cảm ơn Chúa, sáng sớm hôm sau người đó đã điện thoại cho mục sư Khải và nói rằng đã đi ngoài được rồi. Bao nhiêu ngày không đi ngoài được? Dạ, 7-8 ngày cứng bụng hết mà không đi ngoài được. Nhưng mà cảm ơn Chúa là tin Chúa, cầu nguyện bởi đức tin đơn sơ và Chúa đã làm cho cái người chị em này được chữa lành. Cảm ơn Chúa. Dạ, oh hallelujah. Chúng ta ngợi khen Chúa. Hallelujah. Dạ, cảm ơn Chúa. Như vậy chúng ta thấy rằng là hương thơm của Chúa sẽ chiếu sáng. Chúng ta không cố tạo ra hương thơm này được anh chị em. Chúng ta không cố tạo được. Nhưng mà khi chúng ta có Ngài thì nó sẽ được phát lộ ra. Chúng ta tương giao với Chúa thì sự sống của Chúa sẽ ở trong chúng ta và nó sẽ phát lộ ra. Chúng ta tương giao với Chúa thì sự vui mừng của Chúa ở trong chúng ta nó sẽ phát lộ ra. Chúng ta tương giao với Chúa thì sự bình an của Chúa đầy dẫy trong chúng ta và sự bình an đó sẽ phát lộ ra. Chúng ta không cố để tạo ra được. Chúng ta thấy có những người bất an, có những người lo lắng, có những người sợ hãi. Họ lúc nào cũng mặt họ cao có và lo lắng như vậy. Nhưng mà khi gặp người khác thì họ vẫn nở nụ cười. Nhưng mà chúng ta sẽ thình lình chúng ta nhìn trộm họ một lúc nào đó, một mình họ, thì chúng ta thấy gương mặt họ rất là xa xăm, rất là buồn bã và mệt mỏi. Đó là những cái điều họ cố tạo ra. Là một người hầu việc Chúa, chúng ta không cố tạo ra, nhưng chúng ta có thể đến để nhận được cái hương thơm đó trong mối giao thông với Chúa, trong lời của Chúa. Và nó sẽ, mùi thơm nó được bay ra. Mùi thơm nó, Chúa sẽ rải cái mùi thơm đó về sự nhận biết Ngài khắp chốn. À, tôi với một sư Tuấn, với một sư Điều Ví, chúng tôi đi đến một cái chỗ để chúng tôi thuê khách sạn. Thì chúng tôi chưa có nói gì về chúng tôi là ai. Rồi vừa gặp nói chuyện chút xíu, cái họ nói, mấy anh là cha hả, phải không? Phải không sư Tuấn? Hỏi là mấy anh là linh mục hay là cha vậy đó? Dạ. À, tôi nói không, chúng tôi là mục sư Tin Lành. Cái ô vậy hả? Đó là sao chị biết? À, tôi nhìn cách của các anh, nhìn các anh nói chuyện, nhìn cách của các anh nói chuyện mà chúng tôi biết được rằng các anh là người có đạo. Cảm ơn Chúa, đó là sự nhận biết. Sự nhận biết ngày khắp chốn. Cho nên sứ đồ Phaolô nói như vậy, chúng ta cùng xem vào trong Roma đoạn 12 câu 1. Vậy hỏi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời, đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Dâng thân thể của mình làm của lễ sống và thánh, đó là sự thờ phượng phải lẽ. Khi đời sống chúng ta thánh khiết thì nó sẽ toát lên một cái mùi thơm của sự thánh khiết của Chúa. Một cái lối sống thánh khiết, một cách nói thánh khiết. Và xin lỗi anh chị em, nhiều khi chúng ta đã sống trong cái môi trường thánh khiết của Chúa, nó quen thuộc rồi, thì cái mùi ô uế chúng ta nhận ra được ngay. Kể cả cái linh ô uế, khi chúng ta đi giải cứu cho người nào đó, chúng ta có thể nhận được, cảm nhận được cái mùi ô uế của nó. Tôi không biết anh chị em có từng kinh nghiệm điều đó không. Có lần tôi, cô Ngọc với lại một sư Nhân, chúng tôi đi xuống vùng Kiên Giang và đi vào nhà của cái ông gì đó. Ông 2 năm là ông không tắm. Có cái mùng, văng cái mùng ở ông đó. Tóc thì dài, không tắm, không gội đầu, không ai gội đầu cũng được. Và khi mà vào mình nói chuyện với ông, cầu nguyện cho ông thì phải chui vô cái mùng. Tôi nói tôi với cô Ngọc là lấy dầu, không biết là bữa cô Ngọc sức dầu không, chứ tôi sức dầu vô mũi. Dạ, tôi sức dầu vào mũi và tôi vô tận, tôi ngồi trên cái giường với ông mà tôi nói chuyện với ông, cầu nguyện cho ông. Và cuối cùng thì ông cũng cầu nguyện theo. Cầu nguyện xong anh chị em biết là sau đó là hỏi là giờ ông
để cho cô này gọi đầu cho ông. Ông đồng ý. Mà trong khi đó 2 năm rồi vợ không có làm gì được, không ai có thể kêu ông gọi đầu được. Mà chúng tôi khi tôi bước vô, chị em biết cái mùi ô uế nó kinh khủng luôn, nồng nặc luôn. Tôi nói xin lỗi nếu mà trước đó mà ăn cái gì là thế nào cũng ói. Kinh khủng, nó tanh một cái gì rất là tanh luôn. Tôi vợ tôi cũng có đang có chăm sóc một cái cô này ở ngoài quận 3. Mà đi vào trong nhà của cổ thì tôi nói với chị em, nhà cổ bằng đầy rác, chỉ duy nhất cái chỗ ngồi của cổ là không có rác. Ngay cái chỗ đó là không rác, nhưng mà kế bên là đầy rác. Cổ đem bao rác ở bên ngoài rồi. Và nhìn cổ thì rất là sáng sủa, đẹp, sáng sủa, ăn mặc rất là tươm tất và luôn luôn thay đồ đẹp. Nhưng mà khi bước vô một cái nó xộc cái mùi ra, cái hai chồng tôi dội ra luôn. Không nổi. Bà kêu dọn, nó không, không có dọn. À, không ai đến dọn được hết. Đó là cái mùi ô uế. Một lần nữa tôi cũng có đi ở trong trên vùng Củ Chi, thì tôi có làm chứng cho cái cô này. Cô này chuyên về chơi ngải. Và khi tôi bước vào trong nhà của cổ, cái mùi ô uế nó xộc lên. Và tôi nhận ra cái mùi ô uế. À, khi nói chuyện một hồi thì cổ nói cổ đang nuôi ngải. Cổ nuôi ngải, ngải là ngải ăn thịt, ăn ví dụ như bỏ trứng gà vô này kia, thấy ăn bỏ gà vô là nó ăn. Nó ăn còn lông không. Và đầy dẫy cái mùi ô uế. Bước vô nhà của cổ, đồ ăn của cổ là cổ để không bao giờ có ăn đồ nóng. Mà đồ nó lạnh tanh để 1-2 ngày, nó lạnh tanh rồi cổ mới ăn. Đầy cái mùi ô uế. Anh chị em có nghĩ rằng những người theo Chúa, những người tin Chúa cũng có mùi ô uế không? Tại sao vậy? Tại sao tin Chúa lại có mùi ô uế ạ? Họ có hạt giống của Chúa không? Họ có nhận sự cứu rỗi của Chúa không? Nhưng mà họ trộn lẫn cái sự cứu rỗi hương thơm của Đấng Christ với lại cái sự tổn thương, sự thù hận và đời sống của xác thịt. Nó ở trong đó. Chúng ta thấy có những người mà họ, mình khi mình xức nước hoa đó, nếu mà mình tắm rồi á, mình xức nước hoa đó thì hương hoa, nước hoa nó sẽ thơm, nó bay ra, rất là thơm. Nhưng mà không tắm 3 ngày mà xức nước hoa thì chúng ta sẽ nghe cái mùi đó. Nó không hiểu nó ra cái mùi gì luôn. Đúng không ạ? Còn tôi từ sáng đến chiều là phải tắm, không tắm. Nó lại gần, nó ôm nó, hôn nó. Nhưng mà cái mùi nó chua lè, chua lét vậy đó. Bởi vì nó năng động quá, cái mồ hôi nó ra. Thì cũng vậy anh chị em, chúng ta là người tin nhận Chúa, làm cứu Chúa cuộc đời của mình. Thì mỗi một ngày Chúa đang làm mới chúng ta. Con người bề trong chúng ta được đổi mới, nhưng mỗi một ngày chúng ta cần phải làm mới mình, chính mình. Chúng ta cùng xem ở trong Côn Tô Nhì đoạn 7 câu 1. Côn Tô Nhì đoạn 7 câu 1. Hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, chúng ta đã có lời hứa dường ấy, thì hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần thần linh, lại lấy sự kính sợ Chúa mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta. Mọi việc bắt đầu từ Chúa, nên thánh công chính tất cả từ Chúa. Nhưng điều tiếp theo đó là công việc của chúng ta cùng hợp tác với Chúa để làm sạch mình về phần xác thịt, về phần thần linh, để hoàn tất sự nên thánh của chúng ta ở trong Chúa. Chúng ta phải có sự hợp tác. Từ bỏ lối sống cũ, công bố từ bỏ lối sống cũ. Ăn năn từ bỏ những công việc chết. Từ bỏ những điều mà Chúa gớm ghiếc và Chúa ghét. Trong ngôn đoạn 6 câu 16 đến 19 nói là gì? Chúa có 6 điều Đức Giê-hô-va ghét và 7 điều Ngài làm gớm ghiếc. Con mắt kiêu ngạo, lưỡi dối trá, tai làm đổ huyết vô tội, chân vội đà vàng, chạy đến sự dữ, lòng gian nói điều dối, cùng sự treo, sự tranh cạnh giữa vòng anh em. Và như điều đó Chúa ghét. Nhưng có những người họ lại biết Chúa ghét nhưng mà họ vẫn làm. Anh em biết vì sao Chúa yêu Gia-cốp mà Chúa ghét hay sao không? Gia-cốp có phải là hoàn thiện hơn hay sao không ạ? Có tài giỏi hơn hay sao không ạ? Thưa không. Gia-cốp xuất thân từ một con người mà mang cái bản chất nó không có tốt. Nhưng mà Gia-cốp là một người muốn làm đẹp lòng Chúa và ông bước đi với Chúa. Chúng ta xem cái điều mà Ê-sao đã làm. Vì sao mà Chúa nói rằng Ngài
yêu Gia-cốp mà Ngài ghét Ê-sao? Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 26 câu 34-35, Ê-sao quyết định cưới con gái Bê-ri người Hê-tích và Bát-mát con gái của Ê-lôn cũng người Hê-tích, và hai dâu đó là sự cay đắng lòng cho Isaac và Rebecca. Chúng ta xem thêm ở trong đoạn 28 câu 6 đến câu 9. Ê-sao thấy Isaac đã chúc phước cho Gia-cốp và sai đi qua xứ Pha-đan Aram đặng cưới vợ, và trong lúc đang chúc phước có dặn rằng chớ cưới vợ trong bọn con gái Canaan. Lại thấy Gia-cốp vâng lời cha mẹ đi qua xứ Pha-đan Aram đó, thì biết rằng con gái Canaan không vừa ý Isaac cha mình, nên người bèn đi đến nhà Ít-ma-ên ngoài hai người vợ đã có rồi, cưới thêm nàng Mahalat con gái của Ít-ma-ên, cháu nội của Abraham và em của Nebajot. Có nghĩa là cái điều mà Ê-sao biết cha mình không vừa ý, mẹ mình không vừa ý, thì Ê-sao làm cái điều từ đó. Cha mẹ không muốn cưới con gái Canaan thì Ê-sao lại đi cưới con gái Canaan. Có nghĩa là biết ý của cha mình nhưng mà không làm theo ý của cha mình. Thì là Chúa nói là ta yêu Gia-cốp nhưng ta ghét Ê-sao. Mặc dù Gia-cốp không bằng, nhưng vì Gia-cốp tham muốn được phước của Chúa, ông khao khát để nhận được cái phước hạnh của người con trưởng, ông khao khát để được làm hài lòng cha và mẹ của mình. Và cái kết quả là gì? Dòng dõi Gia-cốp là dòng dõi được Chúa chọn. Chúng ta có thể xuất thân từ một hoàn cảnh thua người khác, nhưng nếu anh chị em có một đời sống khao khát để làm đẹp ý của cha, thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ ban ơn và sức giàu cho anh chị em. Nó không phải bằng cái nỗ lực đâu, nhưng mà bằng sự đồng công, bằng sự hợp tác với Chúa, để Chúa hành động qua cái bình này, hầu cho tin lành của Chúa, hương thơm của Đấng Christ sẽ được lan tỏa ra, thưa anh chị em. Châm ngôn đoạn 10 câu 1 nói như vậy: con trai khôn ngoan làm vui cha mình, còn đứa ngu dại thì làm phỉ lòng mẹ nó. Chúng ta có thuộc câu này không? Châm ngôn đoạn 10 câu 1. Tôi có thể đọc nó không chính xác cái từ. Bây giờ chúng ta cùng đọc lại với nhau. Con trai khôn ngoan làm vui cha mình, còn đứa ngu muội gây buồn mẹ nó. Sự vâng lời thì nó tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mở chiến lược. Chúa cần cái người lãnh đạo, tố chất của người lãnh đạo, cái điều đầu tiên tố chất người lãnh đạo nó không phải là sự tài giỏi, nhưng mà đầu tiên của tố chất của người lãnh đạo đó là sự trung thành, có đời sống trung tín. Trung tín với Chúa, trung tín với chức vụ mà Chúa kêu gọi, trung tín với anh em của chúng ta trong thân thể của Chúa. Phần còn lại Đức Chúa Trời Ngài sẽ ban ơn chúng ta. Nếu cái người thiếu kém thì sẽ thêm lên đức tin sự nhân đức, thêm nhân đức sự học thức, thêm học thức sự tiết độ, thêm lên. Chúng ta có thời gian để học hỏi và thêm lên. Nhưng khi người không có đức, tức là người đó không chú trọng về vấn đề đạo đức, thì chúng ta thấy khó để có thể biến đổi người đó. Ở trong Timôthê thứ 2 chương 2 câu 2, đây là điều mà sứ đồ Phao-lô khuyên Timôthê: vậy hỡi con, hãy cậy ân điển Đức Chúa Giê-xu Christ mà làm cho mình mạnh mẽ. Câu 2:
Những điều con đã nghe nơi ta trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành cũng có tài dạy dỗ kẻ khác. Như vậy, sứ đồ Phaolô đã đặt cái sự trung thành lên hàng đầu. Nó đi trước cái tài năng. Ta lân là cần thiết, nhưng mà ta lân cộng với lại người có sự trung thành với Chúa thì cái ta lân đó nó sẽ được ích lợi cho vương quốc của Chúa. Mời xin Chúa ngài ban ơn để rồi tôi và bà chị em sẽ sửa lại cái thứ tự ưu tiên ở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta đi tiếp Cô-rinh-tô nhì đoạn 2. Câu số 15 ghi như vậy: vì chúng tôi ở trước mặt Đức Chúa Trời làm mùi thơm của Đấng Christ, ở giữa kẻ được cứu và ở giữa kẻ bị hư mất. Phaolô nói là chúng tôi ở trước mặt Chúa là mùi thơm của Đấng Christ. Tại vì chúng ta có Đấng Christ cho nên có mùi thơm nó được thể hiện ra. Nhưng mà chúng tôi cũng ở giữa kẻ được cứu và ở giữa kẻ bị hư mất. Khi Đức Chúa Trời ngày nào hủy diệt dân Israel thì Môi-se đứng ra và đứng giữa. Nếu Chúa giết dân này thì xin Chúa hãy giết tôi đi. Và thường thường người ta nói như thế này: mục sư là một người đứng ở ngay cái bờ vực của địa ngục. Một đằng là gì? Chỉ cho người ta cái con đường sự sống để cho người ta bước qua. Người ta đi ra con đường sự sống. Và nếu người không có đồng ý đi con đường sự sống thì lập tức nó sẽ chết. Và đây là điều mà tôi bà chị em, cái vị trí của tôi bà chị em đang đứng. Đó là gì? Chúng ta đứng trước mặt Chúa, rồi chúng ta đứng ở trước mặt dân sự, rồi chúng ta đứng ở trước mặt dân tộc của mình. Đứng trước mặt Chúa thì là mùi thơm của Đấng Christ. Bởi vì thông qua Đấng Christ chúng ta đến Đức Chúa Trời và chúng ta nhận lấy đầy dẫy những cái hương thơm. Nhưng mà khi anh em đứng ở trước người được cứu và người giữa người bị hư mất thì như thế nào đây? Trong câu 16 nói như vậy: cho kẻ này mùi của sự chết làm cho chết, cho kẻ kia mùi của sự sống làm cho sống. Cùng một con người nhưng ở trong hai trạng thái khác nhau. Khi chúng ta đứng ở giữa người được cứu thì cho cái người được cứu này là mùi của sự sống. Những người mà tin nhận Chúa sẽ cảm ơn anh chị em vì anh chị em cho họ sự sống lời qua lời của Chúa. Anh chị em chỉ đường cho họ, anh chị em rao giảng chăm sóc họ mỗi một ngày để cho họ có lời của Đức Chúa Trời và họ bước đi trong lời Chúa. Nhưng đối với người mà không tin Chúa thì cho mùi của sự chết làm cho chết. Điều này có nghĩa là gì? Không phải anh chị em có mùi sự chết, nhưng mà đối với họ, họ không tin Chúa thì cái việc mà chúng ta nói với họ đó là cũng là một cái sự lên án, định tội hay là sự công bố sự chết. Ai tin con thì được sự sống, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Trời vẫn ở trên người đó. Hình ảnh sứ đồ Phaolô đang nói đến ở đây đó là nói đến một cái người thắng trận, diễu binh thắng trận. Thì diễu binh thắng trận chúng ta sẽ thấy là có hai cái đoàn. Một cái đoàn đi trước là phất cờ chiến thắng, còn phía sau là gì? Đó là chiến lợi phẩm, là những người thua trận, những người thất bại. Đó là quân nghịch. Họ bị bắt và họ bị kết án. Cùng một con người, nhưng mà đối với người này là mùi của sự sống, nhưng đối với người này là mùi của sự chết. Chúng ta ở trong một cái gọng kìm, chúng ta ở trong một cái sự, có một cái sức ép. Mục sư là người ở trong một cái sức ép. Mục sư là người đa khoa. Mục sư là người không phải là chuyên khoa mà là đa khoa. Chúng ta vào bệnh viện có cái viện chuyên khoa mắt, chuyên khoa xương, chuyên khoa gì đó. Nhưng có một cái phân ban gọi là đa khoa. Cái này đủ hết. Bệnh nào cũng vô đó được hết. Anh chị em có nghĩ rằng mục sư có phải là một Superman không? Phải không? Một chút xíu tôi sẽ nói điều này cho anh chị em. Và câu kế tiếp nói gì? Ai xứng đáng cho những sự này? Ai có thể xứng đáng? Điều này nói lên cái gì? Đó là chúng ta không, bản thân chúng ta không thể có khả năng. Ở trong cái bản hiệu đính nói rằng là ai là người đủ khả năng làm những việc này? Không.
chúng không ai có đủ khả năng hết. Tôi không đủ khả năng và anh chị em cũng không đủ khả năng. Tôi không đủ khả năng để có thể đứng trước cái người được cứu cho mùi của sự sống làm cho sống. Tôi cũng không đủ khả năng để đứng trước người có người khóc chưa được cứu, người hư mất là mùi của sự chết cho chết. Tôi cũng không có khả năng để đứng trước mặt Đức Trời, ngoại trừ có Đấng Christ ở trong đời sống của tôi thì tôi có thể làm được việc đó. Nhưng mà trừ Chúa Giêsu ra chúng ta làm được gì? Chúng ta không làm được gì cả. Cho nên Phaolô nói gì? Tôi làm được mọi sự vì Chúa thêm sức cho tôi. Câu 17, vì chúng tôi không buôn bán lời Đức Chúa Trời. Ở trong bản dịch cũ là vì chúng tôi chẳng giả mạo lời Đức Chúa Trời như nhiều kẻ khác. Phaolô nói rằng tôi không có buôn bán lời Chúa. Trong cái nguyên nghĩa gọi là bán dạo, có nghĩa là có lời Chúa, hầu việc Chúa, mang tính chất là buôn bán để được lợi. Kinh Thánh nói như thế này: người đang làm công thì đáng hưởng được đồng lương của mình, và chớ khấp miệng con bò khi nó đạp lúa. Như vậy, người hầu việc Chúa thì hãy giảng tin lành để tin lành nuôi mình. Phaolô nói như thế mà. Người giảng tin lành sẽ nuôi mình bởi tin lành. Nhưng mà chúng ta giảng tin lành như thế nào để tin lành nuôi chúng ta là một điều quan trọng hơn. Chúng ta không bán lời Chúa, gọi là không buôn thần bán thánh, không bán dạo lời Chúa. Bởi vì lời Chúa là lời sống, lời Chúa có sự sống, lời Chúa linh nghiệm, lời Chúa quyền năng. Và Chúa ban cho ta lời đó để chúng ta có thể công bố lời đó cho anh chị em. Chúng ta rao giảng lời Chúa không phải vì cớ rao giảng lời Chúa để rồi được người ta dâng hiến những cái đồng tiền thì mới rao giảng lời Chúa. Anh chị em biết rằng có những người hầu việc Chúa, họ khi nổi tiếng rồi á, là khi mời họ, họ có một cái giá để mời á. Những ca sĩ hay là những diễn viên trước khi nổi tiếng, giá nào cũng làm hết. Thậm chí hát bài hát 100 ngàn họ cũng hát. Nhưng mà khi họ nổi tiếng rồi á, là một cái giá cát xê của họ rất cao. Vừa rồi trong một cái talk show tâm sự thì Việt Hương nói rằng là chúng tôi bây giờ ế xô lắm. Ô, một cái người giỏi như vậy, Việt Hương mà Hoài Linh là một người phải nói là nổi tiếng như vậy mà nói ế xô. Mà chị biết tại sao không? Không phải là người ta không thích, nhưng mà vì cái cách xê quá cao. Cái người mà bầu á, cái người gì các bạn, không phải cái người quản lý nha. Người quản lý nó đưa một giá rất là cao. Khi mà hoa hậu Hà Ni đang ở trong cái đỉnh cao nổi tiếng, thì khi muốn liên lạc để mời hoa hậu Hà Ni trong một cái buổi á, thì cái giá là khoảng 30 mấy ngàn đô trong một tiếng đồng hồ. Chúng ta tưởng tượng đó là một cái điều quá quá ư là đắt đỏ, phải không? Anh chị em biết Nick Vujicic khi qua Việt Nam là phải công ty Hoa Sen phải trả bao nhiêu tiền không? 32 tỷ. Ông cũng giảng giống như tôi, đúng không ạ? Cũng như bao nhiêu các mục sư khác. Nhưng mà không phải là, tôi không biết là do ông đòi hay là do người ta đưa ra cái giá đó, nhưng người ta nói là phải trả với một giá mọi chi phí của ông cùng đoàn của ông, tất cả mọi thứ, và là 32 tỷ. Chúng ta không bán dạo lời Chúa, chúng ta rao giảng lời Chúa, chúng ta công bố sự sống của lời Chúa, lời sự sống để cho dân sự của Đức Chúa Trời, để cho người ta có thể nghe, người ta hiểu, người ta được giải cứu. Phaolô không nói rằng gì? Chúng tôi không có giả mạo lời Chúa hay bán lời Chúa như những người khác. Những người khác giả mạo lời Chúa làm cho tổn hại. Nhưng mà ở đây Phaolô nói rằng chúng tôi chẳng giả mạo lời Đức Chúa Trời như nhiều người khác, nhưng chúng tôi lấy lòng chân thật
Theo như đạo thì Đức Trời đến thể nào thì giảng ra thể ấy trước mặt Đức Trời trong Đấng Christ. Giảng một cách trung tín, trung tín trong lẽ thật. Chúng ta không phải đến vì có cái người này thích cái này thì chúng ta giảng theo cái này, người kia thích cái kia thì chúng ta giảng theo cái kia. Nếu cái người đó có thật là nhiều tiền như người đó ở trong tội lỗi, và để có thể cảnh báo cho họ về tội lỗi, thì chúng ta lại thay đổi cái mục đích đi, thay đổi cái giá trị của lời Chúa đi, để rồi chúng ta chỉ nói một cách phớt phớt cho người đó thôi. Nó không phải như vậy. Nhưng cũng không phải là chúng ta dùng lời Chúa một cách sẵn sớm. Chúa Giê-xu, cái cách của Chúa Giê-xu giảng, Ngài dùng những cái ví dụ để nói lên một cái điều, để cho người ta qua ví dụ đó người ta nhận ra được cái điều của họ sai và người ta được biến đổi. Chúng ta không phải là những tiên tri trong Cựu Ước là đến chỉ tội người ta, lên án người ta, không phải như vậy. Tân Ước thì mọi người có Thánh Linh của Chúa bên trong. Chúng ta rao giảng lời Chúa, Thánh Linh của Chúa sẽ làm công việc. Khi lời Chúa được công bố ra, Ngài sẽ đụng đến cái người nghe được lời Chúa, hoặc sẽ đáp ứng với sự thay đổi hay là không thay đổi. Như vậy anh chị em thấy, là một người hầu việc Chúa, chúng ta là một hương thơm trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng là mùi sự sống cho những người nào nghe lời Chúa và tiếp nhận, nhưng cũng là mùi sự chết cho cái người hư mất. Như vậy làm cái nghề mục sư phải nói là một cái nghề rất là phức tạp, phải không? Tôi muốn anh chị em xem cái clip này cái. À, nó không phải là cái clip mà nó là một cái câu chuyện. Dạ thôi chút xíu. Câu chuyện này được gọi là đời sống mục sư. Rồi đây, đây là một cái câu chuyện mà một cái lời tự tình của một mục sư và được dịch qua tiếng Việt. Chúng ta lắng nghe nha. Tâm tình của một vị mục sư đã kinh qua 39 năm làm mục sư. À, hơn chúng ta rất nhiều phải không ạ? À, mục sư Lê Văn Thái là 46 năm trong chức vụ, nhưng mà chúng ta có 39 năm. Mục sư là hai chấm. Như là một luật sư đang làm việc, mục sư là giảng viên đang làm việc, mục sư giống như nhà báo đang làm việc, mục sư giống như một bác sĩ đang làm việc, mục sư giống như dược sĩ đang làm việc, mục sư giống như phi công đang làm việc, vân vân. Nhưng nhiều người nghĩ rằng mục sư đang nhàn rỗi và cần một công việc gì đó thực sự để làm như bao nhiêu người khác. Thấy mục sư cứ ở nhà, lanh quanh ở nhà, cầu kinh thánh, cầu nguyện, ông không có việc gì làm hết, cho nên kêu ông đi làm thêm đi để có tiền. Được thôi, chúng ta thường hoan nghênh những ngành nghề không mang lại giá trị thực sự cho mọi người, nhưng lại ít nghĩ đến những người làm công việc đem lại giá trị thực cho nhiều người. Cầu thủ bóng đá kiếm được nhiều tiền hơn so với bác sĩ. Diễn viên hài kiếm được nhiều tiền hơn giáo viên. Hầu hết các mục sư kiếm được rất ít hoặc không có gì. Và bạn nghĩ như vậy là họ ổn không? Cái cách xê của một diễn viên hài nổi tiếng trong một đêm như vậy cả trăm triệu. Một bài hát của một ca sĩ nổi tiếng hát một bài mười mấy hai chục triệu. Hát bài 5 phút mười mấy 20 triệu. Mục sư giảng một vài bài 50 phút không có đồng nào hết. Người ta chỉ hát không có lời sự sống, nhưng mục sư đem lại lời sự sống nhưng không có đồng nào hết. Và tôi nói thật với chị em, tôi rất đau buồn vừa rồi khi mà tôi nhìn thấy một cái sự dâng hiến của Hội Thánh dành cho một tôi tớ Chúa. Một tháng 200.000, chúng ta ăn được cái gì, sống được cái gì? Nếu chúng ta không quan tâm mục sư thì làm sao mục sư có để mà sống? Khi mục sư ông đi làm, ông làm phải làm có tiền, thì bảo là mục sư tại sao đi làm? Ông không đi làm nó sao mục sư tại sao lười biếng? Và anh chị em biết vừa rồi có một tôi tớ Chúa
lên trên Facebook và nói rằng là xin vui lòng đừng mời mục sư đi đám cưới, và nếu có mời đám cưới đừng lấy tiền mục sư. Tín đồ thì có thể có người mời, có người không mời, nhưng mà mục sư gọi là mời gần như là 10 cái đám cưới ở trong hội thánh là mời hết 10 đám rồi. Tôi không nói cái điều này đó, tôi thường hay đi đám cưới và chung vui với cô dâu chú rể. Nhưng mà người anh em của chị em của chúng ta nói như vậy đó. Khi không có thời gian để đến với lời Đức Chúa Trời thì lời sẽ làm sao đủ thời gian để có thể dầm thấm ở trong lời Chúa? Làm sao đủ thời gian để cầu nguyện? Đứng lên phát biểu 5-10 phút, xin lỗi anh chị em, đứng phát biểu trước một cái đám đông như là đám cưới hay là gì đó, còn nói không ra lời nữa, huống chi là giảng lời sự sống. Để có thể có được lời sự sống thì mục sư ở trong đầu của ông á, ông dành thời gian nhiều cho sự nghiên cứu, cho sự suy gẫm, để có lời được sự sống, và chúng ta nghe, chúng ta amen, chúng ta rất là vui mừng, đem lại sự vui mừng khi chúng ta đến đầy dẫy sự nặng nề, sự buồn bã, sự thất vọng. Nhưng mà khi chúng ta bước ra, chúng ta đầy dẫy sự nhẹ nhàng, cảm ơn Chúa, chào mục sư nha, bye bye. Có hỏi rằng mục sư ơi, mục sư ăn gì không? Mục sư ơi, mục sư uống gì không? À, ổng là mục sư Superman, ổng ăn không khí. Đây tôi nói chung, tôi không nói cho tôi. Người hầu việc Chúa chúng ta đang đối diện như vậy đó. Anh em một bầy chiên 10 người, 20 người. Có người bầy chiên 5-70 người. Tôi bị trách rất nhiều. Tôi bị trách rất nhiều. Có nhiều người thánh nói rằng là năm ông không đến với hội thánh. Bây giờ hội thánh tất cả đều nhóm vào sáng chủ nhật, bây giờ thì sao tôi đến đây? Tôi chỉ có thể giảng ở hội thánh này và không thể giảng ở hội thánh khác được. Và anh xem biết là tôi phải chạy xô á, chạy bạc mạng luôn. Vừa rồi tôi tưởng là tôi đi luôn rồi đó. Đâm vô chiếc xe 16 chỗ, băng một cái, xe nó đụng, lủng bánh xe của nó lủng luôn, văng chúng tôi vào bên trong, té xuống cái vai này. Tưởng đâu là xong rồi, ngay trước mũi xe. Vì tôi quá gấp cái thời gian, tôi không nói với vợ tôi biết. Tới chừng tôi về và cái bữa tình cờ tôi tắm, tôi cởi áo ra thì vợ tôi thấy, ủa tại sao cái vai anh như vậy? Tại sao cái tay anh chạy hết như vậy? Tôi nói, à bữa đó bị quẹt xe. Sao anh không nói cho em biết? Còn nếu nói cho em thì em lo rồi, cho nên thôi không sao cả. Và tôi nói chị em, khi mà chiếc xe vào trong tay của mục sư á, nó kinh khủng lắm. Người ta chạy một năm chừng 10 ngàn cây, ông mục sư ông chạy một năm phải ít nhất là 30 ngàn cây. Có nghĩa ông chạy gấp nhiều lần hơn, ông đi nhiều lần hơn, ông làm công việc nhiều hơn. Có lúc vừa đi vừa ăn, vừa cầm bánh mì vừa ăn, vừa chạy xe, vừa lái xe, vừa ăn. Tại vì ta không kịp thời gian. Mà khi trễ một chút thì dân sự nó tại sao một xíu lại đi trễ? Phải được như Philip ngày xưa là Thánh Linh đưa đi nhanh hơn là đi xe gắn máy. Mình cũng cảm thấy nó đắng cay quá không chị em? Tôi đọc tiếp. Cầu thủ quang danh như Messi đã giúp cuộc sống của bạn như thế nào? Hoặc anh ta đã cho bạn một hy vọng mới gì để sống không? Messi nó chỉ giàu cho nó thôi. Nó nổi tiếng cho nó đá cho banh. Nó là wow, vô chúng ta có thể trả tiền. Thay vì một ly cà phê đó 15 ngàn, chúng ta trả ly cà phê đó 30 ngàn để chúng ta ngồi coi Messi. Nhưng chúng ta dám trả 15 ngàn để nghe một sư giảng có lời sự sống không? Không có phải không chị em? Chúng ta có thể lên một cái tòa nhà 81 tầng, uống một ly cà phê 800 ngàn. Ở đó ngắm cảnh xong, không có lời sự sống. Nhưng mà có bao giờ chúng ta có thể được một sư tư vấn khi chúng ta đang gặp nan đề để được cầu nguyện, được giải cứu? Chúng ta có dám bỏ 800 ngàn cho một sư không? Dường như là sau cái chức vụ mục sư nó lại trần tục quá vậy phải không?
huấn luyện viên bóng đá Park Hang-seo thay thế, người dịch thay thế cho phù hợp với cảnh Việt Nam, đã cứu vãn cuộc hôn nhân của bạn như thế nào, hoặc đã giúp bạn thoát khỏi cơn nghiện hay thói hư tật xấu không? Có không ạ? Huấn luyện viên bóng đá Park Hang-seo. Nhưng mà khi đội bóng Việt Nam chiến thắng, đá mấy sân banh chiến thắng, chúng ta chạy ào ào, chúng ta đi bão cả đêm. Có bao giờ chúng ta thức một đêm để mà cầu nguyện cho các chức vụ của mục sư không? Không có, đúng không ạ? Nhưng mà khi gặp gia đình mình gặp nan đề thì sao? Mục sư ơi, gia đình em, mục sư ơi, con em, mục sư ơi, chồng em, mục sư ơi, vợ em. Và mục sư bắt đầu tư vấn, 1 giờ đêm cũng tư vấn, 2 giờ đêm cũng tư vấn, 3 giờ đêm cũng tư vấn, thức trắng đêm cùng với anh em luôn. Có một người chị em trước đây cũng bị cái dạng tấn công bởi ma quỷ. Và đến đây chúng tôi thức cả đêm thay phiên nhau để canh và cầu nguyện cho. Đến khi được chữa lành, người chị em này không đến họ thờ Phượng Chúa và Hội Thánh nữa. Hỏi ra thì đó là tại ngại, bởi vì lúc đó bị như vậy đó, rồi Hội Thánh cưu mang, người thấy, người nhiều người thấy, nói, ủa tại sao phải ngại? Bây giờ mình được chữa lành mà. Nhưng các mục sư thì có liên quan đến cuộc sống của bạn hàng ngày. Họ chịu trách nhiệm giúp mọi người sống một cuộc sống tốt hơn. Nhưng khi chúng ta thấy họ sở hữu một vài điều gì đó, thì chính chúng ta lại tỏ thái độ như thể họ không xứng đáng được hưởng bất cứ điều gì. À, mục sư iPhone 11. À, mục sư đi xe hơi. À, mục sư vô quán ăn sang. Trong khi mọi điều thì chúng ta đều cần đến mục sư. Ông giống như là một cái bệnh viện đa khoa vậy đó. Từ tâm lý học, phải không? Hôn nhân học, khoa học, vật lý học. Thậm chí có những anh chị em: mục sư ơi, con buồn quá. Mục sư hỏi gì? Cái chỗ con bán giờ ông chủ lấy lại rồi, bây giờ con không biết phải làm sao, con khổ quá mục sư ơi. Tôi nói, ủa có gì đâu khổ, cầu nguyện Chúa tìm chỗ khác thôi. À hả, vậy hả mục sư, cảm ơn mục sư. Chuyện có tí xíu đó mà còn không biết cách giải quyết nữa. Bây giờ họ lấy lại mặt bằng rồi thì mình tìm mặt bằng khác. Đơn giản vô cùng. Cầu nguyện Chúa dẫn dắt bằng khác tốt hơn. Tôi nhận nhiều cái tin nhắn lắm. Sáng nay tôi cũng có nhận nhiều tin nhắn. Mục sư ơi, không phải là mục sư mà nói, xin cha hãy cầu nguyện cho vợ của con đang bị một cái bú ở trong đầu mà bị té xỉu rồi. Cầu nguyện, tôi nói amen, tôi cầu nguyện. Và anh chị em biết là sáng nay tôi cầu nguyện cầu thai cho một đống cái nan đề như thế này đây nè. Anh chị em tin đây là những nan đề của con cái Chúa gửi cho tôi để cầu nguyện không? Ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Mà mỗi một cái tờ như vậy á, đó có người một nan đề, có người hai nan đề, có người ba nan đề, có người bốn nan đề ở trong đây. Thượng hoàng hạ cám đủ thứ hết. Chúng ta cũng còn phải cầu nguyện, phải không? Chúng ta có phải là bây giờ tôi cầu nguyện phải trả cho tôi một cái nan đề vậy đó, là trả cho tôi 100.000 á, được không? Nếu mà cái nan đề 100.000 có lý lắm mà nha. Tại đây tới khoảng 40-50 nan đề lận. Tháng này tôi kiếm được 4-5 triệu rồi. Chưa hết tin nhắn. Tháng nay có người kêu là cầu nguyện cho một cái cô ở Việt Nam đang bị một cái nan đề. Và xin lỗi mục sư gọi điện cho người đó đi, bởi vì người đó không có tiền, người đó cực khổ lắm. Mục sư cứ gọi điện cho người đó, rồi có gì em nạp tiền cho mục sư. Đó không sao cả, tôi vẫn có thể tiếp cận. Rồi có những người á nhá máy, rồi cho mục sư gọi lại. Nhá máy một cái à, không gọi lại nó. Tại sao mục sư không gọi lại cho tôi? Tôi nói, ủa anh đâu có gọi cho tôi đâu. Có, tôi nhá máy. Ủa anh cứ nhá máy thì chuyện anh nhá máy, nhưng mà để cho gọi lại hay không là việc không phải tôi, trách nhiệm của tôi để gọi lại. Vì anh có nhu cầu,
Anh chị em nhớ Chúa Giêsu đâu phải lúc có lúc Chúa Giêsu rất là yêu thương bầy chiên, Ngài giúp đỡ cho bầy chiên một cách tối đa. Nhưng có những lúc người ta cầu khẩn Chúa nhưng Chúa nói không quăng bánh cho chó. Chúng ta không thèm nhìn tới luôn nữa. Nhưng mà để cho đức tin của người đó từ tăng lên, để người đó nhận được sự cứu. Anh chị em muốn nghe nữa không ạ? Nếu như bạn chưa biết gì về chức vụ mục sư, thì bạn hãy biết rằng mục sư là một trong những công việc đòi hỏi và hy sinh nhất mà tôi biết trên trái đất này. Tôi là một mục sư, tôi đã là mục sư 39 năm qua. Tôi đã đến đồn cảnh sát nhiều lần vì các thành viên của nhà thờ. Tôi đã thường đến các bệnh viện và đã thức trắng đêm vì các thành viên của nhà thờ. Tôi đã phải nhiều lần đi rất xa gia đình, từ bỏ những điều thuộc về mình, tham gia tư vấn cho các cuộc hôn nhân đang ở bờ vực ly hôn và tiến hành tang lễ tất cả cho các thành viên của nhà thờ. Gia đình gần đây nhất mà tôi ghé thăm là một gia đình chỉ mới tin Chúa và đi nhà thờ trong 4 tháng trở lại đây. Gia đình này đã gặp tai nạn và người phụ nữ và em bé đã chết tại chỗ. Khi tôi đến đó, cả gia đình họ đã khóc với tôi, hỏi tôi trong nước mắt, mục sư ơi, tại sao chuyện này lại xảy ra cho chúng tôi? Thế là mục sư cũng phải giải thích. Nhưng khi tôi nói đến một mục sư mà có tiền, mọi người sẽ nhăn mặt và chặt lưỡi chống lại nó. Thôi đã nào, sao lại phân biệt như vậy nhỉ? Hãy công bằng với các mục sư tí đi nào. Có ai khác có nghĩa vụ phải trả lời một câu hỏi như vậy không? Không, nó luôn luôn là mục sư. Và rồi, ở giữa những tình huống và hoàn cảnh như vậy, các mục sư mang lại lòng can đảm và khôi phục lại hy vọng cho họ. Mọi người khác thì khóc bình thường, nhưng khi một mục sư khóc thì lại bảo ông mục sư này yếu đức tin. Mọi người đều có thể mang nan đề của mình đến mục sư để giải quyết, nhưng không ai hỏi liệu mục sư đã ăn gì chưa nhỉ? Ông ta nên cần cầu nguyện với Chúa. Mọi người khác có thể được tha thứ khi họ phạm lỗi, nhưng sai lầm của một mục sư là không thể tha thứ, và đã là mục sư thì không được mắc sai lầm. Ông cũng là con người thôi mà. Có lần kia tôi đi ăn với mọi người, tôi ăn mà tôi cái tác phong của tôi thì ăn nhanh lắm. Tôi lên ăn rất là nhanh, tại vì tôi ăn nhanh trong cái thói quen khi mà đi bộ đội rồi. Đó, không ăn nhanh là hết, cho nên bắt buộc phải ăn nhanh. Cho nên khi lên ăn tôi ăn nhanh, ăn rất là nhanh. Chàng ơi, ổng là ổng cắm cuối ông ăn kìa. À, tôi ăn chỉ ăn cái phần chén của tôi thôi. Tôi ăn rất ít, anh chị em biết rồi. Nhưng mà cũng bị lên án. Có lần có một em sinh viên của trường Kinh Thánh đi vô và mở tủ lạnh của tôi ra, và em này sau khi mở tủ lạnh của tôi ra thì em này muốn bỏ học, không muốn học nữa. Đó là tôi nói dối. Tại vì tôi nói là chúng tôi ăn uống rất là bình thường. Khi em này mở ra, đúng không? Trong đó có con vịt, trong đó có cái này, có cái kia, đủ thứ hết trơn. Em này nói, không nói dối, trong đây quá chừng luôn. Nhưng mà thật sự tôi không biết ai bỏ vô đó luôn nữa. Tức là có những anh chị em họ đến và họ thấy như vậy, và họ đem cho con gà, họ đem cho con vịt, và họ bỏ vô trong tủ lạnh á. Và có nhiều khi đem, bởi vậy chúng tôi phải có hai cái tủ lạnh. Một tủ lạnh ngoài đây có nghĩa là chung, ai để cũng được, nhưng mà tủ lạnh trong phòng đó là của chúng tôi. Thì khi mà để trong tủ lạnh đó biết là của chúng tôi, cho nên chúng tôi sẽ lấy dùng. Chúng tôi cảm ơn Chúa vì những người đã dâng hiến, có những người dâng hiến thầm lặng như vậy. Chúng tôi đọc thêm để cho anh, hết luôn để cho anh chị em lắng nghe nha. Mọi người đều có thể giàu có, nhưng không phải là các mục sư. Nếu không, xã hội sẽ bắt đầu xì xào. Nếu mục sư giàu mà xã hội bắt đầu xì xào, phải không? Bạn sẽ dễ đọc thấy các tiêu đề các thành viên nghèo nhưng mục sư giàu có, nhưng bạn sẽ không bao giờ nghe hoặc đọc các thành viên giàu và mục sư của họ nghèo. Bạn nghĩ nó không xảy ra. Tôi thấy ở một nhà thờ nơi nhiều thành viên có những chiếc xe đẹp và rộng rãi, nhưng tất cả họ đều lái xe thẳng về nhà mà không ai có đề nghị giúp đưa mục sư và gia đình của ông về trước. Cũng chẳng ai màng hay là bàn về việc nên mua cho mục sư một chiếc xe hơi soàng soàng. Đang nói xã hội của Mỹ. Tôi biết rằng phần lớn các mục sư đang thực sự gặp khó khăn về tài chính, phải làm nhiều công việc khác nhau để tồn tại. Nhưng họ sẽ không nói với bạn, đặc biệt là những người lẽ ra phải biết rõ điều đó. Hãy để tôi nói với bạn,
Nếu bạn thấy một mục sư làm những công việc khác nhau khi còn ở trong chức vụ, hãy để tấm lòng của bạn hướng về họ và hãy nên đối xử với họ một cách tôn trọng, đặc biệt là mục sư của bạn. Họ đang hy sinh rất nhiều. Thay vì bạn trích dẫn kinh thánh để dạy rằng các mục sư nên làm việc như thế, việc chăn bày không phải là công việc khó khăn. Nếu có thể được, bạn nên quan tâm đến họ một cách đúng mực để họ sẽ không cần phải làm những công việc khác để tồn tại. Đừng tham gia nhóm của những người không thích mục sư để rồi làm tất cả những gì có thể để nói xấu hay chống lại mục sư. Hãy nên lánh xa nhóm người này. Nguyện xin Chúa ban phước cho các mục sư. Cảm ơn các bạn. Dạ. Anh chị em nghe trong cái câu chuyện này thì chúng ta có cảm nhận điều gì ạ? Và tôi nói với những anh chị em trong hội thánh, nhất là trong ban chấp sự hội thánh, chúng ta hãy ưu tiên tài chánh cho mục sư của mình. Chúng ta đừng để cho mục sư phải nặng nề về vấn đề đó và lo lắng về vấn đề đó. Và anh chị em nghĩ mỗi một người ngày hôm nay, với cái mức sống của một người ngày hôm nay thì bao nhiêu tiền để có thể sống được một tháng? Bao nhiêu anh chị em? Trung bình 400 ngàn sống một tháng. Một tuần 100 ngàn. Tô hủ tiếu nhiêu rồi? Chúng tôi ra ngoài miền Trung mới ăn, gọi là ăn cái món cao lầu. Đi vô hỏi kỹ lắm là có mấy món, họ nói bốn loại: cao lầu tôm, cao lầu gà, cao lầu bò, cao lầu heo. Vậy là mỗi một tô là nhiêu? Họ nói 30 ngàn. Tôi nói ô vậy cũng vừa. Chúng tôi kêu xong, cuối cùng thì người thì ăn tôm, người thì ăn bò, người thì ăn heo. Tôi nói thôi bây giờ làm thập cẩm đi. Cuối cùng làm thập cẩm, tính tiền, họ nói 50 ngàn tô. Ngập đắng nuốt cay cũng phải trả 50 ngàn. Tại mình không có hỏi lập thập cẩm, mặc dầu thập cẩm cũng có miếng bò, miếng tôm, con tôm, một miếng thịt heo, một miếng thịt gà thôi, nhưng mà cũng phải là phải trả với cái giá là 50 ngàn. Mà tôi ăn tôi cũng nghẹn luôn, tôi bỏ nửa luôn. Là một người hầu việc Chúa, chúng ta nhận năng lực từ Chúa. Thật sự nói những điều này ra nó quá trần tục. Nó quá trần tục. Và dường như nó không được phép nói ra từ cửa miệng của một mục sư. Phải không? Họ nhờ cách nào để họ sống được? Họ nhờ cách nào họ vượt qua được? Khi mục sư mập lên, ông ăn cái gì mập dữ vậy? Ông ăn ngập mặt rồi. Khi tôi dâng hiến cho những người đang gặp khó khăn anh chị em, Thì tôi dâng hiến cho họ, họ nói sao biết không? Cái này ổng ăn ngập mặt ổng mới xì ra. Chứ họ đâu có biết rằng chúng tôi móc đến đồng tiền cuối cùng để dâng cho họ. Và anh chị em biết không, mục sư là những người cô đơn trong chức vụ. Họ cô đơn vì cớ sao? Không ai chia sẻ, không ai hiểu. Họ chỉ giống như là những đứa con bám lấy mẹ để mà mẹ có thể chia ra. Vậy mục sư bám với ai? Một lần nọ Môi-se phải la lên: tôi đâu có đẻ dân này ra đâu. Có nhiều lúc cái áp lực nhiều quá khiến cho những người hầu việc Chúa có tư tưởng là gì? Buồn. Nhưng mà khi mà đến gần với Chúa thì cái sự kêu gọi lại trỗi lên, không thể buồn được. Ta phải tiếp tục để có thể bước đi. Cho nên chúng ta nhận năng lực đến từ Chúa. Khi
những cái nan đề đối với dân sự, chúng ta chia sẻ, gây dựng, cầu nguyện cho họ. Nhưng khi nan đề của chúng ta thì chúng ta lại đến gần Chúa. Một ngày nọ các những người dân sự họ dấy loạn, kêu Môi-se, ở Ai Cập há không có mồ chôn chúng tôi sao? Tại sao lại cho chúng tôi chết ở đây? Và Môi-se lại kêu vang Chúa. Chúa hỏi tại sao ngươi kêu vang ta? Cái gì ở trong tay ngươi vậy? Đó là cây gậy. Hãy đưa cây gậy và ra lệnh cho biển. Cho nên anh chị em ơi, nếu chúng ta thường xuyên nhờ mục sư để cầu nguyện cầu thai cho mình, thì anh chị em muốn được ơn không? Anh chị em muốn được sức giàu không? Nguyên tắc của Chúa là anh em cầu nguyện cho người khác thì anh em sẽ được cái điều đó. Khi anh em cầu nguyện cho mục sư của mình được ơn, thì anh em được phần thưởng là cầu nguyện của mục sư. Chúa nói là gì? Nếu chúng ta tiếp một người công chính vì là công chính, sẽ được phần thưởng của người công chính. Nếu tiếp một người tiên tri vì là tiên tri, sẽ được phần thưởng của người tiên tri. Như vậy khi anh chị em cầu nguyện cho những người hầu vị Chúa, như Phaolô khuyên này, ông kêu gọi là gì? Xin hãy cầu nguyện cho tôi, để tôi đi bất cứ nơi nào, tôi đến đâu tôi đều có thể mở miệng ra và nói lời Chúa cho, chia sẻ lời Chúa cho nhiều người. Như vậy nếu anh chị em muốn được ơn, anh chị em cầu nguyện cho mục sư. Muốn giàu có, hãy cầu nguyện cho mục sư. Vì mục sư là người linh hướng của chị em, người được Chúa ngài sức dầu để cái lời cầu nguyện của mục sư, cho nên chị em nó sẽ có hiệu quả. Nhưng mà anh chị em cũng phải gieo lời cầu nguyện thì anh sẽ nhận xứng đáng nhận nó. Ở khi có những người không bao giờ cầu nguyện cho mục sư, nhưng mà lúc nào cũng muốn mục sư cầu nguyện cho mình hết. Có những lúc tôi phải từ chối, tôi nói không, tôi không cầu nguyện. Tôi không cầu nguyện không có nghĩa là tôi ghét hay là tôi phân biệt đâu. Nhưng mà chính anh chị phải cầu nguyện cho chúng tôi. Có một cái anh hay đi đánh tay nhóm ở trong hội thánh khác, đánh nhóm. Cứ mỗi lần nhóm cứ chạy lên kêu tôi cầu nguyện. Cứ mỗi lần nhóm chạy tôi cầu nguyện. À, lúc đầu tôi cầu nguyện, sau đó một ngày kia tôi nói không, tôi không cầu nguyện cho anh nữa. Bây giờ anh muốn được ơn, anh cầu nguyện cho tôi. Anh cầu nguyện cho người khác. Chứ không phải lúc nào tôi. Nhưng mà thấy một sư được sức giàu, thôi một sư đặt tay trên tôi một cái đi để tôi nhận được sức giàu của một sư. Tôi nói tôi cũng không đặt tay cho anh luôn. Anh muốn được sức giàu, anh cầu nguyện cho tôi đi. Anh được sức giàu đó. Và cuối cùng thì anh bỏ luôn, không thấy nhóm nữa. Cho nên buổi sáng bữa nay là tôi muốn dùng cái bài chia sẻ này cho các mục sư và cũng như cho các nhân sự. Và bất cứ ai nghe cái lời chia sẻ này thì hãy làm một việc mà chúng ta có thể làm, đó là cầu nguyện cho mục sư của mình. Amen chị em. Còn các mục sư hãy tiếp tục đến với Chúa, gần với Chúa. Chính Ngài ban năng lực cho chúng ta. Chúng ta không phải là một siêu nhân, nhưng mà Chúa là đấng có thể ban cho chúng ta đầy đủ tất cả. Ngài có quyền để ban ơn cho tôi và chị em. Và tôi và chị em đang đứng ở trong một cái gồng kìm, vừa làm đẹp lòng Chúa, vừa làm đẹp lòng dân sự, vừa có trách nhiệm đi ra để rao giảng phúc âm cho người khác. Công việc của chúng ta khá là nặng nề. Nếu không bởi sức của Chúa thì chúng ta không làm được. Nguyện xin Chúa, dẫu cho nặng nề cỡ mức độ nào thì tôi và anh chị em cũng là người đã nhận mùi của Đấng Christ. Chúng ta vẫn tiếp tục lan tỏa hương thơm của Đấng Christ ra cho những người chưa được cứu, cho những người được cứu, và chúng ta lan tỏa hương thơm Đấng Christ ra ở bất cứ nơi nào tôi và anh chị em bước đi. Xin Chúa ban ơn và sức dầu cho các mục sư. Xin Chúa nâng đỡ và khích lệ các mục sư. Và mỗi một mục sư cần phải làm gì? Chúng ta cần phải ráng biết cảnh trạng bầy chiên của chúng ta. Tôi xin đọc ở trong Châm Ngôn 27. Câu 23 như vậy. Hãy ráng biết cảnh trạng bầy chiên của con và lo săn sóc các đàn bò của con. Mỗi một người đều quan tâm đến bầy chiên của mình, biết cảnh trạng bầy chiên của mình. Và tôi khích lệ các mục sư hãy lên kế hoạch cho hội thánh địa phương của chúng ta. Chương trình cầu nguyện, dạy giáo lý, dạy mở tổ tế bào, chương trình truyền giáo, hội thánh địa phương, mỗi một hội thánh địa phương hãy lên kế hoạch cho mình. Tổng hội là người quản lý chung, không phải là người lên kế hoạch cho anh em. Chúng tôi có một cái kế hoạch chung cho toàn thể hội thánh.
Nhưng mà mỗi một hội thánh chúng ta cần phải biết cảnh trạng bề trên của chúng ta là gì để chúng ta có thể lên kế hoạch và phát triển bề trên của chúng ta. Bởi vì chúng ta là một người lãnh đạo. Rồi săn sóc đàn bò của con. Ở đây có bầy chiên và đàn bò. Đàn bò này là gì anh chị em? À, bầy chiên đó là những con chiên phải không? Nhưng mà đàn bò đó là những người nhân sự, những người làm việc. Chúa Giê-xu nói là hãy mang cái ách của Ngài. Trong cái hình ảnh hiện thấy của sứ đồ Giăng thì có hình ảnh của mặt bò đực. Đó là hình ảnh của sự phục vụ. Những người nhân sự phục vụ miễn phí, phục vụ tự do, phục vụ không có đòi hỏi lương bổng gì cả, không có đòi hỏi phụ cấp, phụ kiết gì cả. Và họ yêu Chúa và họ phục vụ. Cho nên mục sư cũng phải săn sóc bầy bò của mình. Và theo anh chị em thì trong hội thánh cần nhiều người phục vụ không? Rất cần. Càng nhiều người phục vụ hội thánh mạnh mẽ. Nhưng mà càng nhiều người hưởng thụ thì hội thánh sẽ trở nên yếu đuối. Xin Chúa ban ơn để rồi mỗi mục sư sẽ phát triển những cái kỹ năng ơn của Chúa trên đời sống của mình một cách hiệu quả trong những ngày tới. Và chúng tôi thiết nghĩ sẽ có một cái sự điều chỉnh là chúng tôi sẽ có những cái ngày cầu nguyện cho từng khu vực. Thay vì chúng ta tập trung về đây thì không có được tập trung nhiều, thì mỗi một khu vực nếu mà tập trung cho sự cầu nguyện mỗi một tháng, có thể dành cái tuần lễ cuối cùng để có thể cầu nguyện một ngày nào đó trong tuần dành cho mỗi cái khu vực. Mỗi khu vực như vậy có thể 3, 4, 5 hội thánh gì đó chúng ta tập trung lại với nhau một nơi để cầu nguyện, thì các mục sư có thể đến đó để chia sẻ lời Chúa cho chị em. Thì tôi thấy rằng là cái điều đó nó sẽ có nhiều người tham gia hơn, không phải cầu nguyện hết một ngày đâu, có thể một buổi thôi. Nhưng mà qua sự cầu nguyện đó, qua sự thờ phượng đó, lửa của Chúa ở trong hội thánh sẽ được nung nấu và khiến cho nhiều người sẽ được mạnh mẽ ở trong Chúa càng hơn. Amen. Chúa ban phước cho tất cả chúng ta. Và chúng ta hãy cầu nguyện cho các mục sư của mình. Ngay bây giờ anh chị em hãy cầu nguyện cho những mục sư. Nhớ mục sư nào trong lòng của mình đặt để chúng ta hãy cầu nguyện. Chúa ban ơn cho họ. Cầu nguyện cho họ cả những vấn đề về thuộc linh, về thuộc thể, về sức khỏe. Và anh chị em biết rằng sức khỏe, khi chúng ta làm việc liên tục và phải thức khuya dậy sớm, thì cái sức khỏe nó sẽ xuống. Xin nhớ mục sư không phải là siêu nhân. Mục sư cũng như tất cả anh chị em, họ cũng phải cần ăn, cần uống, cần nghỉ ngơi. Anh chị em còn ngủ đủ một ngày 8 tiếng, còn mục sư một ngày, người nào mà gọi là đủ khoảng 6 tiếng là đủ. Chứ còn không bao giờ chúng ta có thể đủ. Và các mục sư, xin thưa các mục sư cũng đừng tự tỏ ra mình là một siêu nhân. Hãy để mình là một tôi tớ Chúa bình thường, để nhận luôn cũng phải nhận lại sự sức giàu từ Chúa, năng lực từ Chúa để hầu việc Chúa. Chúng ta không gom hết, chúng ta không ôm tất cả mọi sự. Và gần đây 3 ngày nay thì tôi phải đi tập gym. Tôi thấy tay tôi dưới đây nó nhỏ quá, nó ốm quá. Chân đầu tượng cũng nhỏ, cũng ốm nữa. Dẫn chiếc xe nhiều khi dẫn cũng không nổi nữa. Cái xe to to dẫn không nổi nữa. Và tôi đi tập gym ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba. Và chúng ta biết là cái tuổi trẻ thì tập gym nó lên nhanh. Còn mình bây giờ là U50 rồi, cho nên là tập gym nó lên rất là chậm. Nhưng mà tập tôi thấy bắt đầu nó khỏe lại. Tập khỏe. Và tôi bắt đầu ăn được hơn tí xíu. À, mỗi bữa là ăn chừng nửa chén thôi. Ăn được lên chút xíu. Thì cảm ơn Chúa về điều đó. À, tôi cũng phải để thời gian. Có nhiều khi nói rằng là mục sư đừng có chơi thể thao. Được, ông phải chơi thể thao chứ. Thì ông phải có thể dục thể thao, ông mới khỏe được chứ. Rồi mới dẫn chứng kinh thánh, tập tành. Thì thân thể thì chẳng có bao lâm. Tập tành sự tinh kính mới có giá trị trời đời. Nhưng mà giờ không có bao lâm mà không có sức khỏe thì không hầu Chúa được. Có lần tôi đi xuống Cà Mau. Tôi đi bằng xe giường nằm. Tôi lên xe mà xin lỗi anh chị em nha. Tôi leo lên cái giường tầng á. Tôi leo lên tầng trên. Tôi leo lên không được luôn á. Thì cái chân tôi đau hết biết. Tới chừng xuống tới dưới. Tôi một sự gãi không? Cái chân tôi đau quá chừng đau. Không biết sao đau. Kinh khủng luôn cái đầu gối. Ông đưa cho tôi một viên xăm. Nói một sự uống này này. Tôi nói ông kia uống được lắm. Nói cái viên này mà có thể uống hết giảm đau sao? Thế thôi uống thử. Thôi uống thử viên. Uống viên xong. Ngay sáng hôm đó. Tự nhiên tới chiều là tôi thấy là nó giảm 50% liền. Tức là nó không còn nó, cái cơn đau nó còn giảm 50%.
Sau đó tối tôi uống viên nữa, sao sao hết đau. Tôi nói, cái này là cái gì? Ông nói cái này là xăm cao liên. Xăm lên chi vậy? Và dường như là cơ thể của mình nó thiếu xăm. Thì chúng mang ơn như vậy rồi, các mục sư luôn luôn khỏe mạnh để trang bày của mình. Hãy nhớ các cảnh trạng bầy chim của mình và cũng chăm sóc bầy bò của mình nữa. Để rồi mỗi một hội thánh đều được vực dậy, đều quan tâm nhau, mục sư quan tâm tín hữu quan tâm mục sư. Chúng ta cần phải có một sự thay đổi. Amen chị em. Và xin hãy nói với các mục sư rằng là đừng cố gắng như là một siêu nhân nữa. Nói với các mục sư đi, đừng cố gắng như là một siêu nhân nữa. Anh chị em, chúng ta một người bình thường giống như chúng tôi thôi. Tất cả chúng ta đều giống nhau. Amen. Chúng ta cần nghỉ, cần ăn, cần uống. Chúng ta cần có thời gian. Và năm nay tôi sẽ lên kế hoạch xin Chúa cho để cho các mục sư, vợ chồng mục sư sẽ được đi nghỉ dưỡng ít nhất là 3 ngày ở một cái nơi nào đó. Nhưng mà đóng tiền. Người ta tổ chức mà. Ủa vậy tôi đâu phải là siêu nhân đâu. Phải không mỗi người có thể đóng góp. Và chúng ta có thể để dành từ đây được rồi. Cuối tháng 11 chúng ta sẽ đi. Được không Mỗi tháng để dành 1 triệu là được rồi. Rồi xin Chúa ban phước cho tất cả chúng ta. Amen. Rồi trả giờ lại cho mục sư Tuấn. Miro kìa. Cảm ơn Chúa, cảm ơn mục sư Bửu đã có một sứ điệp rất là thời sự, đúng không ạ? Một cái điều rất là cấp thiết trong thời điểm hiện tại, bởi vì công việc nhà Chúa thì luôn phát triển và lực lượng mục sư thì chúng ta dường như là rất là bị mỏng. Xin Chúa Ngài cũng thêm sức cho các tôi tớ Chúa, xin Chúa thêm linh ân của Ngài trên những đầy tớ Chúa là những người rất là trung kiên ở trong vương quốc của Chúa. Xin chào đón mục sư Trần Văn Lợi. Dạ không, mục sư, sự hiện diện của mục sư là niềm vinh hạnh cho Hội Thánh. Tại vì mục sư cũng đã cố gắng hết sức của mình đến đây tham dự cùng với Hội Thánh. Đó là một cái điều rất là khích lệ cho Hội Thánh. Và chúng ta cũng sẽ dành thời gian để chúng ta cầu nguyện cho những tôi tớ Chúa. Trong thời gian này xin chúng ta cùng nhau đứng lên và chúng ta sẽ cầu nguyện cho các tôi tớ Chúa đang... vì lý do công việc và cũng như là vì lý do sức khỏe mà không có mặt ở trong buổi sáng hôm nay, thì chúng ta